Teresita Basa, sinh năm 1929, là người con duy nhất của một cặp vợ chồng doanh nhân giàu có ở Philippines. Đầu năm 1960, Basa tốt nghiệp đại học ở Manila. Sau đó, cô ấy đến Hoa Kỳ để theo học ngành âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Basa lại thay đổi đam mê và quyết định theo học trường y chuyên ngành trị liệu hô hấp. Năm 1977, Basa 47 tuổi và đang có một cuộc đời bình yên, tươi đẹp ở Chicago. Cô là bác sĩ trị liệu hô hấp tại bệnh viện Edgewater, một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố vào thời điểm đó. Basa sống một mình trong một căn hộ chung cư, một phòng ngủ, trên tầng 15 của một tòa nhà cao tầng ở Chicago. Các đồng nghiệp mô tả Basa là một người trầm tính, có trách nhiệm và khiêm tốn. Basa có một người bạn trai, một nhóm bạn thân và một trái tim lương thiện. Cô là một người công giáo rất sùng đạo. Cả cuộc đời mình, Basa chưa từng lớn tiếng hay làm tổn thương bất kỳ ai. Sau nhiều năm nỗ lực học tập và làm việc, Basa cuối cùng cũng đã có một sự nghiệp ổn định, một cuộc sống nhiều người mơ ước. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào ngày 21 tháng 2 năm 1977. Hôm đó, Basa đi làm như thường lệ và về nhà vào khoảng 5 rưỡi chiều. Basa gọi điện tám chuyện với một người bạn khoảng 30 phút. Basa nói rằng cô ấy sắp có một người khách đến nhà, nhưng Basa đã không nói cho người bạn biết người khách đó là ai. Đến 8 giờ 40 phút tối cùng ngày, những người hàng xóm của Basa ngửi thấy mùi khói, nhưng họ không biết khói bốc ra từ đâu. Một lúc sau, họ mới nhận ra khói nghi ngút đang bốc ra từ căn hộ của Basa. Mọi người bắt đầu hoảng loạn khi họ đập cửa vào nhà mà không có ai trả lời. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Họ phá cửa vào nhà và nhìn thấy ở giữa phòng khách có một chiếc nệm đang bốc cháy, khói đen dày đặc. Có vẻ như Basa đã không có ở nhà. Tuy nhiên, sau khi đội lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, họ phát hiện ra tấm nệm đang đè lên một cái gì đó. Đội cứu hỏa bắt đầu di chuyển tấm nệm, nhưng không ai trong số họ chuẩn bị tâm lý cho những gì họ sắp nhìn thấy. Dưới tấm nệm là cơ thể khỏa thân của một người phụ nữ nằm sấp, chân tay dang rộng, một con dao phay cắm xuyên qua ngực. Đó là thi thể của Basa. Rõ ràng, đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường, mà là một vụ phóng hỏa nhằm phi tang dấu vết của một vụ án mạng. Cảnh sát lập tức được điều động đến hiện trường. Căn hộ là một mớ hỗn độn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, tủ đồ mở toang, hộc tủ trống trơn. Tuy đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ. Có vẻ như căn hộ này đã bị trộm lục tung để tìm kiếm những món đồ có giá trị. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là căn hộ không hề có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài. Hai thám tử phụ trách vụ án không có nhiều manh mối để bắt đầu điều tra. Basa được mọi người yêu quý, cô ấy không có bất cứ kẻ thù nào. Bạn trai của Basa có bằng chứng ngoại phạm vững chắc và anh ta nhanh chóng được loại khỏi danh sách bị tình nghi. Manh mối duy nhất cảnh sát tìm được là ghi chú cuối cùng trong quyển sổ nhật ký của Basa có dòng chữ lấy vé xem kịch cho AS. Thế nhưng, không có người bạn nào của Basa có tên viết tắt là AS. Giám định pháp y của căn phòng cũng không cho bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chỉ còn có thể trông chờ vào kết quả giám định tử thi. Các nhà điều tra đã khá bất ngờ khi họ nhận được kết quả từ phòng pháp y. Basa vẫn là một trinh nữ khi cô ấy qua đời. Cô ấy đã không bị tấn công tình dục. Hiện trường vụ án rõ ràng đã bị dàn xếp để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Sau nhiều tháng, cảnh sát vẫn không có thêm bất kỳ manh mối nào. Cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ và vụ án ngày càng trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, 5 tháng sau khi Basa bị sát hại, cảnh sát đã nhận được một nguồn tin từ một người mà họ ít ngờ tới nhất. Vài ngày sau khi Basa bị sát hại, tin tức về số phận nghiệt ngã của cô ấy đã lan truyền khắp nơi trong bệnh viện và là đề tài bàn tán của nhiều người. Remy cũng nghe qua về vụ án. Remy Chua là một bác sĩ trị liệu hô hấp, làm việc cùng bệnh viện với Basa, nhưng họ không phải bạn bè thân thiết. Dù Remy và Basa làm chung bệnh viện và đôi khi đi qua nhau, nhưng họ chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Ngày hôm đó, Remy đã rất mệt mỏi. Cô vào phòng nhân viên và nằm chợp mắt một lúc. Remy dần chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ lạ lùng. Một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước mặt cô. Nhìn cô ấy rất quen. Remy biết cô ấy. Đó chính là Basa. Basa nhìn Remy buồn bã và nói rằng cô ấy đã bị giết hại. Basa cầu xin Remy giúp cô ấy vạch mặt kẻ sát nhân. Remy ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn mơ kỳ quái. Người cô vã mồ hôi, tim cô đập thình thịch. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ. Buổi chiều hôm ấy, sau khi về nhà,
Remy đã kể lại cho chồng mình là bác sĩ Joe Chua về giấc mơ lạ kỳ của cô ấy. Cả hai cũng chỉ nghĩ chắc là vì Remy làm việc quá sức nên mới mơ linh tinh như vậy. Thế nhưng, những điều kỳ quái đã không dừng lại ở đó. Buổi tối hôm đó, Remy đi ngủ trước. Khi Joe vào phòng và hỏi cô ấy đã ngủ chưa, Remy trả lời anh ấy bằng một giọng rất lạ, rõ ràng không phải giọng của cô ấy. Remy nói rằng cô ấy tên là Teresita Bassa và cô đã bị sát hại. Kẻ giết người vẫn còn tự do. Joe hoảng hồn, lay vợ mình dậy và làm mọi cách để giúp cô ấy thoát khỏi trạng thái thôi miên. Một lúc sau, Remy tỉnh lại. Cô ấy không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra. Lần thứ hai, Bassa nhập vào người Remy. Cô ấy đã kể chi tiết chuyện gì đã xảy ra vào ngày cô ấy bị sát hại. Nhưng khác với lần trước, lần này cô ấy đã nói ra tên kẻ giết người, Alan Showery, một nhân viên làm việc tại bệnh viện. Alan Showery, 32 tuổi, là một nhân viên điều trị hô hấp, làm việc cùng bệnh viện với Bassa. Họ sống cùng một khu phố, nên Bassa thường thuê anh ta làm những công việc lặt vặt hoặc giúp cô ấy sửa đồ linh tinh trong căn hộ nếu có gì đó hư hỏng. Bassa thường trả công cho anh ta rất hậu hĩnh. Alan thiếu tiền, còn Bassa rất hào phóng. Tối hôm đó, Bassa có hẹn với Alan vì Alan đã đề nghị anh ta có thể giúp sửa chiếc TV cho cô ấy. Thế nhưng, Alan chưa từng sửa TV và cũng không hề có ý định sửa chiếc TV nào cả. Âm mưu của hắn ta đen tối hơn thế nhiều. Dù vô cùng sợ hãi, nhưng hai vợ chồng bác sĩ đã quyết định sẽ không báo cảnh sát. Họ không có bất kỳ bằng chứng nào và chuyện này thật hoang đường, chắc chắn sẽ không ai tin họ. Vậy nhưng, lần thứ ba Remy bị nhập, Bassa đã cung cấp cho họ một thông tin quan trọng. Bassa nói rằng Alan đã đánh cắp đồ trang sức của cô ấy và tặng nó cho bạn gái của anh ta. Một trong những món đồ trang sức ấy là một chiếc nhẫn ngọc trai và một chiếc dây chuyền bằng ngọc rất đặc biệt. Cha của Bassa đã mua tặng những món đồ trang sức này cho mẹ cô ấy, và mẹ Bassa đã trao lại chúng cho cô ấy khi Bassa qua Mỹ du học. Tất cả các thành viên trong nhà đều biết rõ về những món trang sức này. Với thông tin quan trọng này, vợ chồng bác sĩ Chua đã quyết định đến gặp cảnh sát. Cảnh sát lập tức triệu tập Alan đến để thẩm vấn. Alan thừa nhận đã đến nhà Bassa vào chiều hôm đó để sửa TV, nhưng anh ta nói rằng sau một hồi loay hoay, anh ta đã không thể sửa nó và đã rời khỏi căn hộ. Sau đó, Alan về nhà mà anh ta ở cùng người bạn gái tên là Janka và có một buổi tối bình thường với cô ấy. Alan đã không biết rằng Janka cũng đang bị thẩm vấn bởi một nhóm điều tra khác. Janka đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Alan biết sửa TV vì anh ta dường như không biết gì về điện. Janka cũng nói rằng buổi tối hôm Bassa bị sát hại, Alan đã về nhà muộn hơn bình thường, nhưng cô ấy cũng không hỏi gì nhiều. Vào cuối tháng 2, Janka đã rất vui khi nhận được hai món quà Giáng sinh muộn từ Alan. Cô ấy vui vẻ khoe với cảnh sát. Đó là một mặt dây chuyền ngọc bích xinh xắn và một chiếc nhẫn ngọc trai. Janka vô tư giao nộp chúng cho cảnh sát mà không hề biết về câu chuyện kinh hoàng đằng sau những món đồ trang sức này. Cảnh sát đã cho người thân của Bassa xác minh những món đồ trang sức này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là đồ trang sức của Bassa. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi này, Alan đã thú nhận tội ác của hắn ta. Hắn ta khai rằng hắn ta sát hại Bassa vì lòng tham. Sự hào phóng của Bassa đã khiến hắn ta tin rằng cô ấy rất giàu có. Sau khi đến nhà Bassa, hắn ta đã dùng dao đâm thẳng một phát chí mạng vào ngực cô ấy. Sau khi Bassa đã chết, hắn vội lục soát căn hộ của cô ấy với hy vọng tìm được một kho tiền mặt. Tất cả những gì hắn ta tìm thấy là vài trăm đô la và vài món đồ trang sức ít ỏi. Dù vô cùng tức giận và thất vọng, nhưng Alan biết rằng hắn phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn ta chất quần áo và tấm nệm lên thi thể vô hồn của Bassa và đốt nó để tiêu hủy bằng chứng. Sau đó, hắn lặng lẽ bỏ đi. Dù vậy, sau khi tham khảo lời khuyên của luật sư, Alan lại thay đổi lời khai. Khi ra tòa, Alan nói rằng tất cả câu chuyện này là hoàn toàn hoang đường và do vợ chồng bác sĩ Chua tự bịa đặt ra. Đúng là câu chuyện linh hồn Bassa quay về vạch trần kẻ sát hại cô ấy không thể là bằng chứng trước tòa. Nhưng những trang sức mà bạn gái Alan trao cho cảnh sát là những bằng chứng không thể chối cãi giúp buộc tội hắn ta. Alan đã bị kết án 14 năm tù. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm ngồi tù, hắn ta đã được ân xá. Không ai có bất kỳ tin tức gì về hắn kể từ đó. Bassa tội nghiệp đã được đưa về chôn cất gần gia đình cô ấy ở Philippines.
Thực ra, Basa không phải là người phụ nữ duy nhất phá vỡ vụ án của chính mình từ thế giới bên kia. Năm 1987, một người phụ nữ tên là Zona Histershu đã đột ngột qua đời. Cô ấy còn trẻ, xinh đẹp và mới kết hôn. Vụ án đã được giải quyết qua loa vì phụ nữ thời ấy không được tôn trọng trong xã hội. Tuy nhiên, Zona đã về báo mộng cho mẹ mình và nói rằng chính người chồng vũ phu đã bẻ gãy cổ cô ấy vì hắn ta không hài lòng về bữa cơm tối. Trong giấc mơ, Zona buồn bã chào mẹ cô ấy và quay lưng bước đi, trong khi đầu cô ấy vẫn xoay tròn. Khỏi phải nói, mẹ Zona đã cảm thấy kinh hoàng thế nào khi bà tỉnh giấc. Bà vội vã đến gặp cảnh sát. May mắn là bà đã gặp được một viên cảnh sát tử tế. Ông ấy đã đào mộ của Zona và làm lại giám định tử thi. Kết quả cho thấy đúng là cổ Zona đã bị bẻ gãy. Cảnh sát mở lại cuộc điều tra và họ phát hiện ra người chồng của Zona có tiền sử đánh đập và giết vợ ở một thị trấn khác. Sau đó, hắn đã thay tên đổi họ và chuyển chỗ ở nên không ai biết về quá khứ của hắn ta. Người chồng đã bị kết án tù chung thân. Và đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử mà thủ phạm đã bị kết tội nhờ vào hồn ma báo mộng. Chuyện tâm linh có thật hay không là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại. Tin hay không là quyền lựa chọn của mỗi người. Không ai chứng minh được ma quỷ tiền kiếp có thật hay hoang đường. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong vũ trụ rộng lớn và kỳ diệu này, hiểu biết của chúng ta vẫn vô cùng hữu hạn. Vậy nên, hãy tôn trọng niềm tin của nhau, đối xử với nhau bằng yêu thương, kể cả với những người không cùng chung suy nghĩ.